cặp này là Advent nha anh em. Mỹ nha, Mỹ nồi nha. Này là cao chắc là 60. Ngang 25 này. Này của Mỹ nha, còn mới. Gỗ thịt. Đây mình quay mấy cái đài cassette cho anh em đây. Lô này nè. Này, bên đây nè. Chiếu sơ sơ anh em coi nha. Sony này. Này sáng là chắc anh em thấy rõ nè không? Toshiba. Mấy con này đều mới, đĩa có đĩa. Ando. Này của Panasonic. Chiếu sơ rồi nè. Con này của Toshiba luôn này. Victor này. Sanjo. Sony. Đó, mấy con mono nhiều nha nè. Đó, con này nữa nè. Con này nặng nặng nha, nhỏ mà nặng ha. Đây có cái bao này. Nó hát nó chập và nó tự dập rồi le nha. Mà 2 triệu nè. Con này bana này. Bana luôn nè. Bana luôn nè. Đây có Sony nè. Đây này là lùa hết đây nè. Tính xác đạt luôn chưa. Mấy trăm ngàn con. Điếm lên thôi. Đây mình có một con Acom này lạ lạ đây. Có mã này. Âm ly nữa nha anh em. Đây có cái Yamaha này GX1 này. Mixer hay cái gì chả biết. Nút cũng nhiều nha. Hai cái này 500 ngàn này, viện nghiên cứu. 250 ngàn một cái á. Mâm than cũng có còn mấy cái nha nè. Lo. Qua đi qua lại nè. Nó kẹp lo tranh này. Kẹp ra thì viền này không biết còn hay là mục rồi không biết. Cái này thì mão thôi anh em ơi. Của Đức nha. Này có con cassette nha. Radio cassette âm ly IDT này. 5501 nha anh em. Size nó dài 60 này. Con này hát nha, test rồi nha. Rồi có mấy mâm than rồi. Mâm than là mất kim. Này có con đài bóng đèn này còn hát nha. Con này còn hát, test rồi nè. Con này còn hát nha anh em. Con này bà xài nó cũng cỡ con 60 luôn nha. Cái thùng nó 6 nha. Cái thùng nó gì làm lại. Bàn cối. Này có kẹp lo telehuken này nè. Kẹp này trong cái đài luôn á. Trong đài luôn nè. Telehuken nha. Này quay món quẹt này nè. Quá trời quá đất nè. Bữa giờ bán âm thanh nè. Biến. Không có chụp mấy cái quẹt này nè. Sơ sơ luôn nha. Này, có mấy cái còn có hộp rồi này nè. Cái này đồ bến nhiều nha. Này có mấy con trong hộp luôn nè. Đó nè thấy không. Nè. Mà là của Bỉ hay của Mỹ rồi quên mất tiêu rồi. Đó anh em nào. Lái nào chơi số lượng anh em. Quay gọi video nha. Làm lần luôn nè. Giờ lấy đế chụp một con làm biếng quá. Nè. Mấy con này rế nè. Mấy nó này anh em lấy nhiều nhiều. Nó này trăm mấy ngàn con nha. Ba đồ là đồ tầm bậy. Nó cũng đồ bến gì nhưng mà nó là Trung Quốc sản xuất. Con này là của Mỹ nè. Con này là cũng đồ của châu Âu này nha. Con này là hình như của chữ khó gì nữa. Nói chung là mấy con này là hàng nồi nha. Sản xuất bên đó nhưng mà hay Trung Quốc. Nè, con này như của Anh là của Pháp gì nè. Đó. Nào lên hết luôn anh em ơi. Tính xác đạt con gì vậy nè.
má con đã thái dài giống đồ xịn đấy nha nè, để coi thử nước nào sản xuất đây. Con này của Mỹ nha nè, Oda này thấy không? Thấy chưa? Con này còn đá này. Còn nhiều lắm á nha anh em. Cái này là gì bán lé rồi. Mấy cái lạ lạ đồ không có này, bạc này, với bô Mỹ này, không?